Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì sau một thời gian rất là lâu rồi thì mình mới có cơ hội để quay trở lại cái võ đài quen thuộc này. Hiện tại sức mạnh của mình đang là 147 triệu. Và cái thằng này đánh sắp xong rồi. Và lần này sẽ là đến lần mình đợi nãy giờ đấy. Và không biết là quái nó sẽ trâu như thế nào. Ây à, 600.000 máu cả. Rồi mình sẽ cởi giáp luyện tập ra. Này. Di chuyển. Mày này. Quá bình thường đúng không? Ê à, ê à, ê à, ê à, thằng này. Cái thằng vô hình nó rất là yếu nhá. Mày hầu như chả thèm đánh mình luôn. Mày này. Mày này. Tôi chết rồi. Hình như mình bị treo xác rồi anh em ạ. Và mấy bạn dưới kia đang nhận ra mình và đang cổ vũ cho mình ấy. Đến đây cũng có người biết mình cả. Thằng này mày phải không, quá là đơn giản đúng không? Vừa thằng này thôi miên trước này thì mày bay này, mày bay này, bay này, rồi 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 rồi, thỏ đầu bạc easy thôi. Mày này, mày này. Thế rồi à? Rồi cứ nghĩ là nó trâu lắm, ai ngờ chỉ dừng đến đây thôi. Thì chắc là mình sẽ nhận một cái vệ tinh nhá, bởi vì bây giờ đang là gần 0 giờ sáng rồi và bây giờ chả thèm úp gì nữa. Mình sẽ nhận một cái vệ tinh để cho lâu đúng không? Vệ tinh bất kỳ. Vệ tinh trí lực là hình như là vệ tinh hồi kỳ đúng không? Đậu phộng. Sau bao nhiêu ngày tháng quay trở lại đây thì nó cuối cùng đó cho mình một cái vệ tinh hồi kỳ để làm kỷ niệm. Trời rất đẹp đúng không? Rồi về đảo rùa đi. À, ra đâu nhỉ? Ra đây. Ra đây cắm cho nó chất. Sử dụng. Đó. Rồi. Thì rồi clip mình sẽ tạm dừng đây nha. Và các bạn xem thì nhớ ấn like và đăng ký kênh hộ mình. Cảm ơn các bạn đã rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Bye bye!